Này, con bò này được 68 cân mà tính ra chia làm tám suất 68 cân mà số tiền 15 triệu thành ra mỗi cân thịt là 220.000 một cân các bạn nhé. Mình thì hôm nay cùng với chú Vinh chung nhập chung nhau một suất thôi. Nó ăn đủ được quá. Này giờ đang chia pịa các bạn nhá. Đấy. Đi nhỏ. Đi nhỉ. Đi tê xuống chúng ta đấy. Mẹ đợt xe và đợt đấy xuống đi hết một lọc xử. Đi tê xuống. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Hôm nay vào rạng sáng ngày mùng 2 Tết các bạn ạ. Thường thì ở trên mình thì những ngày Tết thì hay mổ trâu mổ bò lắm bạn. Mọi người chung đụng nhau để mổ trâu mổ bò để ăn Tết. Và phần đa là mổ vào ngày mùng 2 các bạn nhé. Mình thấy là mùng 2, các ngày khác cũng mổ nhưng mà ít. Đấy. Và hôm nay mình đến trên nhà anh Dươi, anh trai họ của mình để cùng với anh em mổ một con bò. Cùng anh em mổ con bò chung đụng nhau ngày Tết các bạn ơi. Mời các bạn theo dõi video mổ bò trên Tây Bắc của mình nhé. To điều đây. Một chậu tiết to các bạn ơi. Đây. Cái này khi mình chọc tiết xong ấy các bạn, chậu tiết mang ra là mình phải ngoáy để cho nó dạng như nguội ấy, thì nó mới không bị đông. Ôi, thả ớt khô rồi các bạn ơi. Thả ớt khô vào để không biết nó có một cái lý giải gì vào tiết sẽ không tiết không không đông đi mà thế. Cái này khó lý giải anh Sông nhỉ. Bận rộn suốt đúng không? Thế hôm nay anh em mình chung đụng nhau mổ sớm một chút vì thường thường là có nhà vui Tết ấy. Nếu mà mổ muộn ấy thì sẽ không tập trung được anh em mà sẽ là ăn cơm rất là muộn ấy, nên là mổ sớm để có thực phẩm để chế biến sớm thì mới có bữa trưa sớm được. Hôm nay không thui các bạn nhé, mà là sẽ tách ra riêng. Trời gần sáng rồi các bạn ơi. Đây nhà anh Sươi này các bạn. Trong nhà với ở ngoài kho xếp rất nhiều cà phê luôn các bạn ơi. Cũng mua cà phê đi làm như chú Vinh nhưng không kịp suốt đấy. Một là gần Tết quá, hai là giá cả nó cũng nó ra một đùi các bạn ơi. Con bò hôm nay là chia làm 8 phần các bạn ạ, 8 suất. Còn trong cái 8 suất đấy thì khi mang về ấy, thì ai chia nhau đấy là tùy từng suất một, tức là nhà ai có việc thì sẽ lấy cả suất luôn. Tôi phải làm mưa làm bao mới kịp phải chào máy xuyên hơi má đấy bạn cho lên toàn đấy nọ đâu vào mi phật chúc bạn nghệ nị vì nọ nửa trong mấy chi mà đây mà trong cái chúc mà chi mà đây này nè mà đây khảnh ba trên đây tạc cần ta bị tá rồi quý mi giá chỉ đấy mà cái ông mà mới ngon bắt tát vẫn phải ngon tính
Đùi sau hơi nặng. Hôm nay 8 suất mới suất bao nhiêu đây chú Vinh? 8 suất mới suất bao nhiêu đây? Bao nhiêu tiền đấy? Con này bao nhiêu tiền đấy? 15 triệu chia 8 suất à? Ra hơn à. 8 suất. À, triệu 8 suất. Đọc xong một đùi. Ba cái tính à, xong hai xí là vứt vào đó chứ đấy. Xí này, một tiền nó qua cho cái đại khán nó cần xóa xí đấy. Liếng cần thử bạn ạ. Một tiền chó. Một tiền chó này. Rồi. Chó này, nghe này, qua đây này. Một xí vào đây. Tiền bé. Đấy, 5 cân. Đùi triệu một đùi triệu. Được 4 đùi được 45 cân. Số này được 45 cân. Còn số có hơn là ngọc tiền đấy, không biết không được 15 cân nữa. Tá phưởng ấy, nhỏ này, nhỏ pha này ý mấy phút. Mỗi đùi làm 4 phần, hai cái đùi sau thành 8 phần, hai đùi trước 8 phần để chia cho đều. Ở hôm nay hình như mình có duyên với số 8 ra đấy, hôm nọ đi mổ lợn cũng 8 phần đấy. Cho anh Triều á. Ừ, cũng 8 phần mà. Chia thịt này phải những người có kinh nghiệm thì mới được chia các bạn nhé, bởi vì để cho nó các loại thịt nó cân bằng nhau, nó đều nhau giữa các suất ấy. Loại đẹp ra loại đẹp, loại xấu nó ra loại xấu, tức là ai cũng được như nhau, đều nhau ấy. Hai mươi cân nữa rồi, 45 cân rồi. Anh Chiến anh đang bắt pịa bò. Vậy là con bò này đạt 67 cân các bạn ơi. Thế là 68 đấy. 68 à? 68 bình lúc mua thì 64 thôi. À, thế là con này được lãi đúng không? Rồi ra đúng không? Rồi 4 cân đúng không? Chuẩn phết đấy chứ nhỉ? Lúc đầu thì tưởng không đủ cân đấy. Đúc cân 4 đùi nhà anh méo mặt bây giờ thì không méo nữa đúng không? Mông con này nó lép mông. Này, con bò này được 68 cân mà tính ra chia làm 8 suất 68 cân mà số tiền 15 triệu thành ra mỗi cân thịt là 220.000 một cân các bạn nhé. Mình thì hôm nay cùng với chú Vinh chung nhau một suất. Cái buồng to này dạ dày bò các bạn nhé. Còn đây là gan với phổi này. Xong đây là ruột già này.
Còn ở trong cái chậu này là cái ruột non, hay còn gọi là phân non ấy, ở chỗ mình là pịa thành món đặc sản. Mỗi suất là 8,5 cân các bạn ạ. 8 suất 68 cân. Nó chế bữa sáng các bạn ạ. Thường thường là mấy anh em mổ trâu, mổ lợn hay mổ bò gì ấy mà chung đụng nhau ấy, thường là chế biến một bữa sáng mà anh em ngồi với nhau uống vài chén rượu. Chiên nướng à anh Chiến? Chiên, chiên. Đây đống cà phê này, đây đống cà phê này, ở trong nhà nữa. Giờ đến công đoạn chia xương, xương cũng chia làm 8 phần. Tất cả đều 8 hết. Nội tạng cũng thế. Hôm nay chú Trung, chú Thiên và mấy anh em nữa cũng đụng nhau một con mổ mổ riêng các bạn ạ. Mình chơi riêng. Còn mình đây đang tuốt pịa các bạn nhé. Pịa này phải tuốt ra các bạn ạ, để cái phần non, để các phần ấy để đảo vào nhau cho nó đều. Nếu thế này mà cắt khúc thì nó sẽ không đều. Đang mốt sơ cho mà hầu ngọc vòng bị khải lâu mà được rồi. Ăn đủ được không? Anh Đoàn và Toàn đang sửa cái phần ruột già với nội tạng của nó, với cái phần dạ dày của nó. Ở chỗ mình hay gọi là sách đấy các bạn. Cho thêm mật vào mới đủ đáo. Đây. Tất cả đều chia cho nó liều nhau nên hơi chậm một chút. Chia chứ tổ ong đúng không? Tổ ong đó đấy. Tổ ong. Giống như cái túi nhỉ. Mình khoái ăn cái này mà mình làm chiên nướng cho ớt mắc khén siêu cay vào thì nó hết cơ rồi. Đây giờ đến công đoạn chia da của nó. Rào sắc quá nhỉ. Kẻ bạch này. Ừ. Cái này chỉ chia tương đối thôi, không cân mà. Cân bằng mắt rồi. Đang bắt đợn đi mổ lợn sên hươn. Lịch. Đến lúc đấy thịt rồi các bạn ơi. Anh Sôm chọn đống ngon nhất chưa? Đống nào thịt ngon hết à? Đống nào cũng đủ. Đấy. Anh em mình với chú Vinh là chung nhau cái phần kia các bạn ạ. Cái... Không sáng đi.
Đấy là phần của đậu ở trên kia, là phần của ông trực tiết, tức là phần đuôi với bộ cu của nó. Giờ đến công đoạn chia tiết với chia pịa. Chia tiết trước này. Chất túi rồi đi. Lượt tỉa mà. Biếng cần được ạ. Mới mỗi phần được 8 lạng. 7 lạng thôi. Tí còn ăn sáng nữa rồi. Đang ăn rồi. Ừ. À đấy rồi cái gì? Tiết đấy chưa? Đấy rồi cái gì? Thế được 8 lạng. Ô diệt phiếu ấy nọ. Đi nà, chi nè mấy, vẫn đi sắp bom thôi nà. Cho lắm chuyện hình cái này hả? Chậu nó đi. Ông có nhìn sắc vậy? Chi nè sao phải tính rồi đi, đúng không? Cái tính có tròn là không nên rồi nè. Đây là sám bóng rồi đấy nè. Nằm đổ thì kệ thôi đúng không? À con. Vâng. Hai món này phần quan trọng nhất đấy, nhưng mà không được món này là người ta không lấy thịt nữa đâu. 0, 8, 9 là hạ, hốt con nó không con nữa. Bổ sung các bạn ơi. Này giờ đang chia pịa các bạn nhá. Đấy. Đi nhỏ. Tí nghe. Đi tết của chúng ta này cái này hôm xà này rất tưởng tham nhiều ngân chứ nhé ngươi này ao mấy cái này có ý thả quay cho tàng thả ý rồi bố mi có đủ vẫn đi kín đấy chú bạn này làm cái việc gì đi kín đấy chứ cái kia nó vẫn mỗi người được cái mùi to kìa. Vừa sáng hẳn 30 mà anh Chiến. 30. Đây là sắp bữa cơm sáng các bạn nhá. Có món đạp bò này, tiết canh này, giá sách luộc này, xong là xiên nướng. Chú yếu muốn ăn không mày? Không chú nhá. Nhanh lên, nhanh lên. Chồng con, chồng con, chồng con.
เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวต่อรอเออครับครับ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 เดี๋
Đây món ốc kìa. Con đạp sống này bạn. Khai tận ra thái khai tận chín rồi thế kín rồi khai rồi thế nào bắn khai mới từ chơi ra chút nào bắn khai ạ ta chơi này từ lắm một cầu cú nằm trong cầu vào một từ những kiếm mắt hàng này thấy mà còn có đó vẫn đi phim ở đó là họ ăn xì xào đấy đó đâu hai bác bên kia uống rượu đi nào nhấp môi ra em mưa nó vào chung động mình này. Mời các bạn nhé. Tiền bao lẩu đi quên uống sáng quên cà phê phố vào đây. Quên cà phê mà ôi à tè ra kìa. À không có rồi. Cả bao mồm vào. À. Ôi cái tiền này khé tay khé của nhân vật. Hai chén chào buổi sáng. Cho ba cái này lên nè. Là có sáng. À số bạn nào? Quên đâu. Đấy. Mời các bạn nhé. Món sở trường trên Tây Bắc mình đây này. Đây này. Alo. Mấy bà. Đó. Đây đây. Anh kiếm người. Một là đi chứ lo hết bút hết cửa nó bay. Món hổ lốn. Đây đây đây. Đây. Trên cành đông chuẩn quá anh rơi nhỉ? Quá chuẩn luôn đấy. Mời các bạn nhé. Giờ mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu quý anh em dân tộc Tây Bắc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.